hình kinh doanh các món xào của người Hoa rất thịnh hành tại Sài Gòn. Nhiều quán mì xào, hủ tiếu, miến xào tập trung tại những nơi có nhiều người Hoa sinh sống như là Chợ Lớn, Đa Cao hoặc Dĩ An. Những quán chuyên về các món xào luôn thu hút rất nhiều khách hàng do món ăn luôn nóng hổi, dễ ăn với nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên, những món này dùng nhiều dầu mỡ và chỉ sử dụng một vài loại sốt Hoa phổ biến từ nước tương hay dầu hào, làm cho thực khách khó ăn các món xào được nhiều lần trong một tuần. Thầy Y là một chuyên gia ẩm thực nổi tiếng tại Việt Nam, đã nghiên cứu và đưa vào giảng dạy thành công các món xào Việt Nam, làm cho các món xào rất phong phú và đặc sắc với sự đa dạng về hương vị, tạo cho thực khách nhiều sự lựa chọn. Khi nghiên cứu và giảng dạy những món xào, sốt xào thì thầy thấy là nó cái đó là một cái cơ hội rất lớn cho người Việt. Hiện nay là cái sốt xào hầu như là món xào hầu như là nó nằm ở những mô hình là quán của người Hoa hay là nhà hàng của người Hoa thôi. Thì người Hoa thì những cái sốt xào nổi tiếng và gắn với hủ tiếu mì và các loại hải sản bò. Nhưng mà cái sốt của người Hoa thì hạn chế là cái dùng với quanh những cái như là nước tương dầu hào, thì nó hạn chế làm cho người dùng người ta không hấp dẫn. Sự kết hợp nhiều loại nguyên vật liệu, gia vị từ Việt Nam, Trung Hoa, Hồng Kông hay Thái Lan làm cho các món xào trở nên phong phú hơn. Những nguyên liệu chính sử dụng trong các món xào như dê xào, bò xào, gà xào, lòng heo xào, tôm xào, mực xào. Kèm theo đó là sự đa dạng về các loại sốt như sốt xào tiêu đen, sốt xào Hồng Kông, sốt xào Thái, sốt xào hải sản, sốt xào chua ngọt, sốt xào me, sốt xào cay, sốt xào sa tế. Kết hợp với các loại mì, hủ tiếu sợi như hủ tiếu xào, mì xào, miến xào, phở xào. Việc kết hợp nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ và các loại sốt, các loại hủ tiếu mì sẽ hình thành hàng trăm món ăn chuyên về xào đặc sắc như hủ tiếu dê xào sốt Hồng Kông, miến xào cua sốt cay, mì xào hải sản, phở xào bò, lương xào cải chua. Những cái sốt xào này có thể là ứng dụng và nó kết hợp thì nó tạo một cái món ăn rất là đặc trưng. Nhưng mà kết hợp với các nguyên liệu phụ nữa, các loại rau củ như rau thơm á, rồi có những loại như là tỏi, hành, gừng, sả, riềng, ớt thì nó có thể kết hợp nhau, nó làm nên hàng trăm, hàng ngàn món ăn là từ món xào thôi. Và cái loại sốt này thì khi mà thầy làm á, nó có thể ứng dụng được xào được nhiều loại. Nó đa dạng và khi xử lý mình cũng rất là dễ dàng và chi phí nó cũng rất là thấp. Với phương pháp giảng dạy của thầy Y, các món xào được chế biến theo hướng công nghiệp như đưa ra các công thức chuẩn về sốt để chế biến các món xào, chế biến với số lượng lớn, đưa vào bảo quản đóng gói sử dụng cho nhiều ngày, thời gian bảo quản nguyên liệu, bán thành phẩm lâu từ một tuần đến vài tháng. Sơ chế, chế biến, đóng gói nguyên liệu, chế biến các loại sốt xào, sốt chấm tại bếp trung tâm. Với thầy, một quán ăn chuyên về món xào phục vụ từ 100 đến 200 khách một ngày, chỉ sử dụng một nhân công tại bếp trung tâm. Khi bán hàng chiên hoặc xào, chỉ cần 1 đến 2 nhân sự là đủ. Người chủ có thể tham gia học nghề và trực tiếp nấu tại bếp trung tâm, giúp cho việc bảo mật công thức, kiểm soát chất lượng món ăn tốt. Người chủ chỉ vào bếp từ 2 đến 3 buổi một tuần để làm sốt, sản xuất, chế biến nguyên liệu. Phương pháp giảng dạy theo hướng công nghiệp đã được triển khai tại Nespace trong thời gian gần đây, đã giúp rất nhiều học viên học và kinh doanh thành công. Nếu mà kinh doanh mà cái tổ chức cái bếp như thầy đã hướng dẫn ấy, thì khi mà tổ chức một cái mô hình món xào như là mì xào, hủ tiếu xào, rồi các loại món xào khác thì nó giúp cho cái việc tổ chức bếp rất là dễ dàng. Và chỉ cần có những cái bí quyết để làm ra sốt cũng như là bảo quản nữa, cũng như là cách xử lý trên khi bán hàng thì nó rất đơn giản, nó làm cho cái mô hình này rất khả thi khi mà kinh doanh. Đây là cơ hội học nghề và triển khai những dự án kinh doanh theo mô hình quán ăn chuyên về các món xào, giúp học viên có thể khởi nghiệp thành công, tạo nhiều giá trị cho bản thân và xã hội.